Xin chào anh em, đây là cái phiên bản trên cái chiếc xe mà Kia K3 này mình muốn giới thiệu đến cho mọi người. Đây là phiên bản X6S liền cam 360, nó rất là nét. Tại vì sao mà mình cũng ít có thời gian quay, thực tế là tại Trung Auto thì lắp rất là nhiều cái phiên bản X6S. Thì cái chip được sử dụng trên cái phiên bản X6S nó là chip Snapdragon Qualcomm. Những cái dòng chip này thì nó rất nổi trội ở trong cái thị trường smartphone điện thoại. Cái đồ họa của nó rất đẹp, cũng như là cái hiệu ứng của nó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên là giá nó lại hơi cao anh em ạ, với 16,8 triệu thì cũng chỉ ít anh em chơi. Và đặc biệt là đối với cái phiên bản mà X6S này thì nó có cả một cái hệ thống âm thanh DTS rất hay. Và mình muốn quay lại chi tiết cho anh em buổi này, nó là khoảng tầm 5 giờ chiều. Trời Hà Nội thì mùa thu nó cũng hơi tối một chút, nhưng mà khi mà quay lên đây thì nó khá là nét. Thì đối với anh em nào thích đồ họa, độ phân giải của màn hình này là hiện tại đang sử dụng là màn QLED anh em ạ, nên anh em hoàn toàn yên tâm. Và cái cấu hình là RAM 4GB, ROM 64GB, có cả cam 360 toàn bộ. Đây, mình sẽ quay ở đây cho anh em xem. Cũng như vậy thì khi mà chúng ta sử dụng xe, chúng ta lên xe thì xe nó sẽ quay quanh một vòng như thế này. Đó, như mọi người nhìn thấy không? Như ở bên ngoài là như thật luôn, không khác gì cả luôn. Đó, và góc của camera nó rất là rộng. Đó, chúng ta có thể xem bất kỳ một cái góc độ nào. Đó, rất nét. Đây là cái hệ thống mà mình đánh giá là nó cũng rất là tuyệt vời. Về cái độ mượt cũng như là cái góc quay, khi mà bấm về đây thì 2D. Vậy khi mà mình xi nhan trái này, đó, và chúng ta sẽ tiến lên một chút này, chúng ta sẽ thấy cái bánh của nó. Xi nhan phải này, đó, anh em thấy chưa, rất là nét luôn. Xi nhan trái này, như này mọi người lái xe thì vô cùng yên tâm. Đấy, đây có cảm biến này, chiếc xe này có cảm biến bên trước. Đấy, chúng ta có thể động sát được như này, chắc chắn là phải có một cái hệ thống mà cam 360 nó mới giúp được điều này. Ở đây là hình 3D mô phỏng của chúng ta này. Và cái góc quét từ ở đây vào bên này nó khoảng rơi tầm 2,5 m đến 3 m anh em ạ. Nên là mọi người hoàn toàn yên tâm. Đó, nét chưa? Chúng ta có thể thấy được độ nét của nó, nó sắc nét hơn hoàn toàn. Đây, và mình sẽ thực hiện ví dụ như là đây, số tiến này, to cái mắt đằng trước này, anh em thấy chưa? Rất là hay luôn. Chúng ta có thể to được cái mắt bên này, chỉ có cái mã X6S thì mới làm điều này thôi. Ví dụ như là cái thân chúng ta vừa mới đến đây mà chúng ta không biết là cái khoảng đằng sau này 3D nó mô phỏng nó không được chi tiết thì chấm thêm phát nữa, nó to như thế này. Đó, đây là cái điều đặc biệt hay trên cái phiên bản này. Chấm bên này này, anh em thấy chưa? Rất nét. Đấy là cái điểm mà mình rất hay. Rồi thì có một cái điểm này cũng hay này, khi mà anh em gài số lùi. Đó, đây cái chị màu hồng này, hình ảnh như thật bên ngoài luôn. Và khi mà gài lùi ấy, chúng ta xi nhan phải, nó ưu tiên bên phải. Đó, rồi khi mà lùi mà anh em không cần xem bên phải để anh em thoát nó ra thì nó lại ra lùi đằng sau. Đó, rất hay. Rồi thì lùi sang bên trái mà xi nhan này. Đấy, đây là mình đang gài số lùi anh em nhé. Rồi có một tính năng nữa, tính năng này cũng hay này, mà muốn giới thiệu đến cho mọi người. Chúng ta bấm vào đầu xe nó ra 3D. Đấy, 3D là cái góc rất là rộng. Đấy, đây là một cái tính năng cũng khá là hay. Rồi thì chấm ở trước đầu xe thì nó sẽ ghép hai cái bánh trước. Đấy, đây gọi là ghép hai bánh hai bên để chúng ta về quê này, chúng ta đi cho nó an tâm. Đó, ở đây thì chúng ta cũng có thể là ghép đằng sau này. Rồi thì anh em có thể ấn đấy để chúng ta xem được toàn bộ 3D. Em thấy chưa? Rồi thì xem bên này. Đấy, rất hay luôn. Đặc biệt là ví dụ như ở đây này, anh em có thể ví dụ đằng trước nha. Đây là cái góc cong, có nghĩa là góc rộng. Anh em muốn nó sát lại. Đấy, chúng ta bấm vào đây. Đó, anh em thấy chưa? Rất là hay luôn. Đằng sau cũng như vậy.
đây là room sát lại cho chúng ta để chúng ta xem có cái vật gì không. Rồi, ok, về giới thiệu bên ngoài trước một chút. Đây là cái hệ thống màn hình mà cái đồ họa nó rất là đẹp, đặc biệt là có cái hệ thống mà âm thanh là DTS đây anh em này. Đó, rồi ok, mình sẽ ra lệnh giọng nói một chút nhé. Ở trên vô lăng này chúng ta có thể thực hiện ra lệnh giọng nói để nghe nhạc. Nghe nhạc trẻ remix. Anh em thấy chưa? Rất là nhanh, một giây luôn. Đây mình không tiểu xảo, không có làm trò gì cả, vì cả những cái sản phẩm này mình quay đến mang tính là rất là thực dụng. Mình nghe nhạc Tết đi. Nghe nhạc Tết 2021. Mạng khu này nó chập chờn lắm. Đấy, anh em thấy chưa? Nghe nhạc Tết là ra nhạc Tết. Rồi thì xem hài 2021. Đây, anh em bấm đây. Xem video hài 2021. Đấy, ra nhanh, quang tèo luôn. Nói chung là anh em muốn nghe gì thì nghe ở trên này. Đấy, nó rất hay. Đấy, hay là bình thường chúng ta hay nghe nhạc guitar, đi nghe nó tí tách. Nghe nhạc guitar. Đó, đây, nhạc guitar đây anh em. Rồi ok, giới thiệu vào bên trong này. Thì tất nhiên là bản đồ dẫn đường hay tất cả mọi thứ thì đều có. Ví dụ anh em đọc là dẫn đường hay chỉ đường. Chỉ đường đến sân vận động Mỹ Đình. Bản đồ Google Maps ra để chúng dẫn đường cho chúng ta. Rồi thì bản đồ Navitel hoặc là bản đồ Vietmap anh em có thể cài vào. Đó, và ở đây thì nó vẫn có cái đa nhiệm này. Anh em thấy chưa? Đây là đa nhiệm. Đây là tính năng đa nhiệm. Đó, để anh em nhìn thấy là có, vừa là có bản đồ, vừa là có cả YouTube. Đó. Và ở đây nữa thì chúng ta có thể chuyển được các cái trường khác nhau này. Đấy, nó như iPhone đấy. Ví dụ như là K360 này. Đấy, rất là hay. Rồi, ở ngoài này nữa. Rồi. Chúng ta có thể xem video ở trong USB. Đấy, ví dụ như ở đây có USB để xem. Ok, thì chúng ta vẫn có là radio này, vẫn có tất cả mọi thứ. Đấy, toàn bộ quá trình đấy. Ví dụ như đặc biệt là CH Play này, anh em có thể tải hàng ngàn cái ứng dụng trên CH Play ở đây. Đó, rất là mịn và mượt, rất nét luôn. Thật sự rất là nét. Ở đây nữa thì mình muốn giới thiệu vào trong này. Đó, đây, cảm giác đồ họa nó rất tuyệt vời anh em ạ. Hình ảnh cũng rất là mịn màng và đẹp. Chúng ta vẫn có bản đồ Navitel này để dẫn đường, cảnh báo tốc độ này. Đó. Rồi thì ở đây là có cái hệ thống mà âm thanh gọi là âm thanh DTS, là Digital Sound. Chúng ta chỉnh 4 kênh. Đấy, đây là các cái equalizer. Rất đẹp. Đó, thì tất nhiên là cái hệ thống âm thanh này nó sẽ giúp cho chúng ta có một trải nghiệm rất tốt. Ok, và đặc biệt là cái K360 rất là nét. Đây, cái app của nó đây. Đó, mọi người có thể nhìn thấy bây giờ ví dụ mình quay vào trong xe ấy, thì nó rất là tối, nhưng mà cái mô phỏng nó lên rất tốt. Đó, thực sự rất là tuyệt vời. Đấy, chúng ta có thể cài biển số này hay cài tất cả mọi thứ, góc rất rộng. Đấy, tất nhiên là cái chiếc xe này mình đã cắm sim 4G rồi thì đã có K360. Cái K360 này có một cái hay nữa, đây là cái cũng là một cái điểm và có thể là nói nó khác biệt so với những cái dòng sản phẩm ở trên thị trường. Ví dụ như là chúng ta có một cái đây, mình sẽ vào tham số này. Chúng ta sẽ vào hồ sơ lái xe. Sau đó chúng ta sẽ vào đây này, anh em nhìn thấy nhá. Hệ thống K360. Và khi mà tắt máy nhá. Ở đây mọi người nhìn thấy này. Khi mà chúng ta tắt máy
và chúng ta muốn là cái hệ thống mà K360 nó sẽ ghi lại trong vòng 12 tiếng liên tục, có nghĩa là chế độ trông xe. Đây, chế độ trông xe chỉ có hệ thống K360 này mới có thôi. Và nếu mà điện áp bình dưới 11V thì nó sẽ không ghi nữa. Ví dụ mình để ở đây khoảng tầm 11,4V là nó sẽ không bảo vệ, có nghĩa là không trông xe nữa. Còn nếu như mà điện áp vẫn trên 11V, có nghĩa là bình vẫn được hoạt động bình thường, thì hệ thống K360 nó sẽ ghi lại trong vòng 12 giờ liên tục. Đó, đây là một cái tính năng rất hay. Thế bình thường mình sẽ để khoảng tầm là 1 giờ thôi. Đấy. Hoặc là 2 giờ thôi. Tùy, hoặc là 6 tiếng này. Đấy. Đây là một tính năng mà đây, K360 nó ghi lại một ô nhỏ nhỏ trên này. Đó, anh thấy chưa? Và thời gian ghi ấy, thì là block, nó là block 3 phút hay là 5 phút thì chúng ta sẽ được ghi lại hết. Đó, và mình sẽ xem lại cái video ở trong cái hệ thống K360 này. Chúng ta sẽ vào hồ sơ lái xe này. Và đây là cái tổng thể. Đấy. Chúng ta muốn xem lại cái video nào, ngày nào, giờ nào thì nó ghi lại trong này hết. Đấy. Rất là chi tiết. Mình muốn xem video này. Đó, em thấy chưa? Rất là nét luôn. Đấy, bốn hướng luôn. Đấy. Đây là bên trước này, bên sau này, bên trái, bên phải. Rất là nét. Đây toàn bộ. Rồi thì ở đây anh em thể lắp thêm một cái cam hành trình nữa. Đây là toàn bộ cái bức ảnh được chụp lại, nhưng mình chưa chụp bức ảnh nào. Thì đấy là giới thiệu nhanh về một cái hệ thống mà màn hình X6S phiên bản mà liền K360 với giá 16,8 triệu. Thì không biết anh em có nên trang bị cho chiếc xe của mình không. Còn nếu mà anh em cần đến một hệ thống âm thanh giải trí hay, đồ họa mượt mà, K360 sắc nét, thì có thể nghiên cứu đến cái phiên bản mà X6S này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của Trung Auto. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật những sản phẩm công nghệ mới nhất, bởi vì công nghệ nó luôn luôn thay đổi. Công nghệ xe hơi cũng như vậy, nó luôn luôn thay đổi. Thì là anh em Trung Auto luôn cập nhật để cung cấp đến cho mọi người những thông tin sản phẩm mới nhất với giá trị sản phẩm phù hợp, chất lượng cao, cũng như là bảo hành và chế độ lắp đặt hoàn thiện rất là tốt. Cảm ơn anh em. Xin chào và hẹn gặp lại.